Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ngày này, ngoài đời thực có một xứ sở được mệnh danh là Tây Lương Nam Quốc, vùng đất Tây Lương Nữ Quốc trong phim Tây Du Ký hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều thế hệ. Đó là nơi chỉ có nữ giới sinh sống, tuyệt nhiên không có bóng dáng của một nam nhân nào. Thậm chí, nữ giới muốn sinh con cũng không cần tới đàn ông mà chỉ cần uống nước sông. Có lẽ bạn sẽ cho rằng ngoài đời làm gì có nơi nào mất cân bằng giới tính đến vậy, nhưng té ra lại có thật cơ đấy. Chỉ khác ở chỗ đây là Tây Lương Nam Quốc. Tây Lương Nam Quốc này nằm ở khu vực Macedonia, Hy Lạp. Được mệnh danh là đất nước của đàn ông nhưng trên thực tế, đây chỉ là một tu viện mà thôi. Tọa lạc trên một ngọn núi cao hàng nghìn mét, xứ sở này là nơi sinh sống và tu hành của những người đàn ông một lòng hướng đạo, tin vào Thượng Đế. Hàng ngày, họ tự cung tự cấp cho cuộc sống của mình, hiếm khi bước ra ngoài mà chỉ ở trong tu viện để tránh bị sao nhãng. Mà kỳ thực, kể cả ra ngoài thì cũng không có một bóng hồng nào để họ phải phân tâm. Dù bề ngoài có hơi râu ria và luộm thuộm nhưng các quý anh ở đây có lối sống rất nghiêm ngặt. Họ tự nguyện tới tu viện, không ăn thịt mà chỉ ăn chay và không có hứng thú với bất kỳ việc nào khác ngoài tu hành. Trong một khung giờ cố định mỗi ngày, họ sẽ cùng nhau bàn luận về kinh thánh thay vì tán gẫu về game mobile, hot girl nào đang nổi. Trang phục thường thấy ở đây là áo choàng đen và mũ đội đầu màu đen, cộng thêm những chòm râu dài thượt gợi cảm giác deja vu về Harry Potter. Trước kia, do tu viện nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh nên có rất ít người biết đến nơi này. Phải cho đến khi một nhà thám hiểm tình cờ lạc tới đây, tu viện này mới bắt đầu trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách tới tham quan. Cái tên đất nước của đàn ông được mọi người đặt cho từ đó. Tới nơi đây, du khách sẽ được chào đón rất nhiệt tình, được cung cấp chỗ ở và đồ ăn chay miễn phí, tự do tham quan khắp mọi nơi. Du khách chỉ cần đáp ứng một điều kiện duy nhất, không phải là nữ giới. Theo quy định trong tu viện, du khách nữ không được bước vào nơi này. Tất nhiên vẫn có rất nhiều chị em tò mò đã tới đây với niềm hy vọng tràn trề, nhưng kết quả lại bị các anh phũ phàng mời về. Hóa ra, quy định này được thiết lập nhằm giúp cánh đàn ông tĩnh tâm tu hành, tránh những yếu tố có thể gây phân tâm, chẳng hạn như chị em phụ nữ. Do đó, cấm du khách nữ nhập cảnh là biện pháp tối ưu nhất. Nghe đến đây, chị em có còn muốn tới tham quan không? Nguồn: Bài Gia Hào. Ha ha ha,